Đồ có đức hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là buổi sáng ngày mùng 3 tháng 11 năm 2018, tức là ngày 26 tháng 9 âm lịch, thì chúng tôi báo cáo quý vị là đây là bộ bàn ghế gỗ Vũ Ta Quảng Bình Tròn Vân, và chúng tôi sắp chuyển đi về Đông Anh qua cầu Thăng Long 2 km, qua cái phần thôn cổ điển đó. Đến cái xã hôm qua các bác gọi là Đông Lỗ hay cái gì tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng mà qua cầu Thăng Long 2 km. Thì bộ ghế này là bộ 6 thứ trị giá 70 triệu, và đây anh chị em đang chuyển từ trong nhà ra chiếc ghế dài đây. Thì cái bộ của nó gồm một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn và hai chiếc đơn. Ngày hôm qua là khách hàng mua về đẹp như người mẫu, chị ngồi vào bộ ghế làm sáng bừng bộ ghế lên. Ở đây tất cả các chi tiết để hết sức là trau chuốt, và cái mặt còn dày lồi đấy, cho nên là cái bộ này là có cái nét đặc trưng, nó là vân đẹp và tất cả rất dày dặn. Và cái series 70 triệu này thì hiện nay là trong cửa hàng đang còn hai bộ, một bộ đã sơn rồi cũng đẹp tương tự thế này là bộ 70M, và một bộ nữa cũng số 70 là vẫn đang để mộc. Ngoài ra trong hàng còn các cái bộ từ 30, 40, 45, rồi 54, 59 vân vân, tức là rất nhiều mức giá, và cao nhất là 77 triệu. Đấy là các bộ cột 10. Còn các bộ cột 12 bắt đầu có giá từ 57 triệu. 65, 7, 7, 8, 9, 90, 91. Tóm lại là rất nhiều, 63. Đây là hình ảnh đang quay tại phía trước tầng 1 khu B của Gỗ Hiền. Và bên kia thì tôi cũng đang hoàn thiện, đang làm sạch các cái sập để chuyển hàng đi. Đây là chiếc sập Munangula sẽ chuyển về ngõ 445 phố Lạc Long Quân Hà Nội. Còn đây là bộ dạ sập bằng gỗ gụ, bộ này sẽ chuyển về tỉnh Hải Dương. Tóm lại ngày hôm nay là chuyển hàng đi rất nhiều nơi. Và trong này sẽ là, ngày hôm nay chúng tôi cũng chuyển về phố Hoàng Quốc Việt một bộ bàn ghế Vũ Ta Quảng Bình cột 12. Đây chúng tôi đang để bên trong này. Quý vị nhìn thấy đây, đây là khu C của đồ gỗ Đức Hiền. Ở đồ gỗ Đức Hiền có 3 khu liền nhau là ABC với hàng ngàn thứ đồ luôn. Tất cả các tầng đều đầy ấm áp hàng để đủ phục vụ cho thị trường. Đây bộ ghế này đây. Bộ ghế này là chuyển cho bác sĩ Cường ở bệnh viện 103. Bác sĩ Cường rất là đẹp trai, và anh cũng lựa chọn được một bộ ghế rất ưng ý, vân tuyệt đẹp luôn. Và tất cả những cái hàng gỗ Vũ Ta vân đẹp chúng tôi đều kèm cam kết là, thứ nhất là 100% Vũ Ta Quảng Bình Việt Nam, thứ hai là vân là hoàn toàn là vân thiên nhiên chứ không có vẽ vân gì hết. Và gỗ Vũ Ta thì vô cùng hiếm, và đây là những cái phần gỗ rất ít ỏi còn sót lại của những người người ta đầu cơ gỗ từ xưa, và bây giờ người ta bán nhỏ giọt ra ít một. Đối với một đơn vị như chúng tôi thì có vài chục bộ trong nhà thì là nhiều, nhưng mà đối với cả một thị trường thì nó là vô cùng ít ỏi, không đáng kể gì cả. Trong đó những cái đơn vị chế biến gỗ ở Đông Anh, rồi thì những cái rồi khu Quốc Oai, Thạch Thất thì họ làm cái hàng mang màu sắc công nghiệp, thì mỗi một ngày có thể hết một công gỗ luôn, họ thái gỗ như thái chuối luôn. Còn ở đây thì làm mỹ nghệ thì công làm rất là lâu, rất lâu mới ra được một sản phẩm. Ví dụ đây những cái sản phẩm khảm đây, nó tí gỗ thôi nhưng mà cái phần khảm nó rất là nhiều, đại ý như vậy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, và xin quý vị liên lạc với đồ gỗ Đức Hiền theo cái số điện thoại trên màn hình. Và kính mời quý khách bớt chút thời gian về tham quan mua sắm tại đồ gỗ Đức Hiền, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và chúng tôi là ba khu ABC đều ở cạnh, ở xung quanh trường tiểu học xã Tân Dân.
tạm biệt quý vị.